sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh vừa mới thuyên giảm báo đã lại tới nơi và ngày nay, bà đã khiến các tỉnh thành bắt đầu có không khí lạnh và mưa to báo hiệu một mùa mưa lũ sắp tới. Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành địa phương liên quan chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp trong 10 ngày tới. Sáng ngày mùng 7 tháng 10, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và công tác ứng phó với bão lũ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và khi đi vào đất liền, các tỉnh từ Hải Phòng đến Nam Định thành vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của thời tiết xấu kết hợp với không khí lạnh, tại khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng thấp trũng ven sông. Cơn bão số 7 vừa tan thì trong đêm nay ngày 11 tháng 10 Cơn bão có tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động ở khu vực biển phía đông Philippines, có thể vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 10, cấp 11, giật cấp 13 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong khoảng ngày 13 đến ngày 15 tháng 10. Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngoài báo Compasu, dự kiến vào ngày 16 và ngày 17 tháng 10 sẽ xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới hoặc báo khác trên Biển Đông. Đây được coi là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp, nguy cơ báo trồng báo, lũ trồng lũ, trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp ở một số địa phương. Nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định dòng người hồi hương bằng xe máy từ các tỉnh phía Nam về quê có thể sẽ gặp nguy hiểm khi nhiều tỉnh đã có mưa lớn do bão số 7. Do đó, trong sáng ngày 10 tháng 10, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi tới Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bốn tỉnh thành là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, nơi có lượng công nhân lao động các tỉnh lớn, thông báo về diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới để bà con nắm được và có sự tính toán sắp xếp hợp lý. Ông Hiệp cho biết Ban chỉ đạo quốc gia cũng yêu cầu các địa phương dọc quốc lộ 1 tính toán với lượng mưa 3 đến 5 ngày thì khu vực nào bị ngập lụt phải có người trực ngay ở đó, có trạm di động để tiếp đón và trung chuyển bà con. Trước tình hình người dân về quê ồ ạt trong mùa mưa, Thủ tướng cũng đã có công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh cho đến Nghệ An chủ động ứng phó với tình huống thiên tai nguy hiểm khi di rời về quê, vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, vừa đảm bảo an toàn trong công tác chống dịch. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về chủ động ứng phó với bão mưa lũ. Nội dung công điện nêu rõ. Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, tại khu vực ven biển, các tỉnh Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Đồng bằng Bắc Bộ có mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi ngập úng cục bộ tại vùng thấp trũng ven sông. Đồng thời, hiện hai cơn bão có tên quốc tế là Kompasu đang hoạt động ở ngay khu vực biển phía đông Philippines. Vào đêm ngày 11 tháng 10, bão có thể vào biển Đông và trở thành cơn bão số 8. Đây là cơn bão mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, sức gió mạnh nhất trên biển có thể tới cấp 10 đến 11, giật cấp 13 và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn tại các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong một vài ngày tới. Đây là tình huống thiên tai nguy hiểm liên tiếp nguy cơ bão trồng bão, lũ trồng lũ. Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp ở một số địa phương, nhiều người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía Nam ra phía Bắc qua khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão lũ, ngập lụt, sạt lở đất. Để chủ động ứng phó với thiên tai, hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết liệt hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão lụt. Xót xa trước hình ảnh người dân về quê tránh dịch trong mưa gió, Bộ Giao thông Vận tải đã phát đi công điện khẩn gửi các đơn vị trực thuộc để đưa ra giải pháp sẵn sàng ứng phó với bão để đảm bảo cho người dân từ vùng dịch về quê. Công điện do Thứ trưởng Lê Đình Thọ ký cho biết, theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay cơn bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn trên diện rộng. Đồng thời đã xuất hiện một cơn bão gần biển Đông, báo tên gọi là Compasu. Để chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ kéo dài trên diện rộng, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, thanh tra chuyên ngành tăng cường ứng trực đảm bảo giao thông đặc biệt phải tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ bảo đảm an toàn cho người dân đang di chuyển từ các vùng dịch về quê khi đi qua địa bàn quản lý hướng dẫn người dân di chuyển đến các khu vực tránh trú an toàn khi có mưa to gió lớn các cục hàng hải việt nam đường thủy nội địa việt nam phải chỉ đạo các cảng vụ theo dõi diễn biến hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới thông báo hướng dẫn các tàu thuyền khi cấp phép rời cảng và các tàu thuyền khi hành trình biết để điều chỉnh hướng đi phù hợp đảm bảo an toàn bộ giao thông vận tải chỉ đạo Đồng thời yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để tham gia cứu nạn, cứu hộ khi có lệnh. Đối với sở giao thông vận tải, Bộ giao thông vận tải yêu cầu phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ khu vực, lực lượng chức năng của địa phương trong việc đảm bảo giao thông thông suốt và hỗ trợ đảm bảo an toàn cho người dân đang di chuyển từ các vùng có dịch về quê khi đi qua địa bàn quản lý. Có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân khi đi qua các khu vực bị ngập lụt. Sở giao thông vận tải các tỉnh cũng cần đề nghị các trạm dừng nghỉ dọc các tuyến quốc lộ trên địa bàn tạo điều kiện hỗ trợ cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi có nhu cầu dừng nghỉ bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thông tin điện tử hàng hải việt nam chỉ đạo hệ thống đài thông tin duyên hải theo dõi cập nhật xử lý ngay thông tin và thông báo kịp thời cho thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển về vị trí diễn biến hướng di chuyển của bão áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc là không di chuyển vào vùng nguy hiểm thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình bão lũ sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật mời quý vị theo dõi để nắm được tình hình thời tiết và có những chuẩn bị kịp thời để được đối phó với mưa bão còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại